Rồi, dạ hello Ngũ Nguyễn, em xin chào anh chị các bạn cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Ngũ Nguyễn của em nha. Hiện tại hôm nay thì buổi trưa anh chị. Nói chung là mấy hôm nay mưa quá, hôm nay trời nắng không biết chiều nay như thế nào. Mà quá nắng luôn anh chị ơi, nhưng mà cũng cố gắng để mà trở lại bên cái hàng xe máy Thanh Đòn để cùng nhau cập nhật giá xe tại bên cái hàng xe máy này cho chị mình tham khảo về những dòng xe như thế nào. Cũng được tin là chị hôm nay về rất là nhiều xe luôn thì chắc chắn rồi. Ở trong đây rất là nhiều xe nên là nó như một cái thế giới xe vậy đó, cho anh chị mình có thể là xem được nhiều dòng xe và lựa chọn được nhiều và được nhiều như dễ dàng hơn anh chị ha. Còn giờ thì mình cũng xin chia sẻ sơ về cái địa chỉ bên cái hàng xe máy Thanh Đòn anh chị mình tham khảo lại, đó là chỉ 465 và 471 Nguyễn Chí Phương, căn đôi anh chị nha, bên đây và bên đây, hai bên thì liền kề với nhau, đều có cửa thông nên anh em mình yên tâm và đến với cửa hàng rất là nhiều xe luôn. Nói sơ về địa chỉ thì bên trái cửa hàng cách khoảng 300-400m nha anh chị, 300-400m gì đó, mình sẽ về hướng của chợ Dĩ An 2. Còn nếu mà nói về cái hướng bên phải cửa hàng này anh chị, cái hướng bên phải cửa hàng thì mình đi ra hướng của đầu đường Nguyễn Tri Phương, cũng như hướng này mình đi về hướng của chợ Dĩ An 1 ha. Còn giờ thì lại vào bên trong thôi, cập nhật giá xe với cùng với chị Hiền anh chị nha. Đây mình lại vào bên trong đây, xe cộ thì quá là nhiều luôn anh chị ơi, anh em nào đam mê côn tay thì có thể đến với bên Thanh Đòn luôn, quá trời nhiều luôn, và tay ga nữa cũng có luôn. Ôi em chào chị Hiền. Chào chị. Đây chào chị. Xin chào tất cả quý anh chị bà con nha. Yeah. Ngày hôm nay lại được gặp tất cả quý anh chị em bà con xa gần trên kênh của Ngũ Nguyễn nhé. Yeah. Đầu tiên Thanh Đoàn, thay mặt Thanh Đoàn xin gửi lời chúc tất cả quý anh chị em bà con những ngày bắt đầu là cúng quần cuối tuần rồi là vui vẻ này. Và đặc biệt là còn chuẩn bị là nghỉ hè rồi thì chúc cho mọi người có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và bổ ích nha. Dạ. Và ngày hôm nay Thanh Đoàn lại tiếp tục cập nhật và báo giá xe tới tất cả quý anh chị em bà con cùng mọi miền tổ quốc cùng vào xem và tham khảo giá nhá. Dạ. Và có lẽ thì cái địa chỉ thì mọi người cũng không còn xa lạ nhỉ, nhưng mà có lẽ cũng nhắc lại để anh chị em bà con được biết ha. Dạ, địa chỉ Thanh Đoàn thì hiện tại cửa hàng Thanh Đoàn là nằm gần với chợ Dĩ An 2 này, gần với chợ Dĩ An 1, gần với trung tâm hành chính Dĩ An, gần với cầu vượt Linh Sơn, gần với cầu vượt Sóng Thần. Đó là những vị trí mà mình dễ tìm kiếm nhất. Còn nếu không thì mọi người có thể vào Google gõ xe máy Thanh Đoàn ở Dĩ An, sẽ có Google Maps chỉ tận nơi cho anh chị em bà con nhé. Dạ rồi. Đó, và bây giờ thì có lẽ không làm mất thời giờ anh chị em bà con, mình sẽ bắt tay đi review xe nha em. Dạ rồi, ok chị, để mình giờ mình vào bên trong luôn ha. Đây, đó, mời chị các bạn mình vào đây luôn. Rất nhiều xe mọi người nhé. Dạ. Đó, bữa hôm nay cách đây một tuần là có quay bán được rất nhiều em. Dạ. Cái ngày mà quay đầu tiên là bán 24 con, 26 con luôn ấy. Dạ. Bán rất nhiều rồi. Em thấy là cung tay nhiều quá chị Hiền ha. Đó là cái phần trên. Còn bên dưới này thì phải nói là tay ga rất là nhiều luôn. Nói chung bên chị thì nói chung là không có kén chọn, dòng nào cũng mua cũng bán hết nhá. Dạ. Đó, ngày hôm nay thì về khá là nhiều xe mới giới thiệu đến anh chị em bà con luôn. Dưới đây thì tổng hợp hơn tí là tay ga cung tay đều có cho anh chị mình lựa chọn và luôn. Và đặc biệt là ngày hôm nay là Thanh Đoàn chơi lớn tất cả xe đây, từ giảm từ 500 nhá. 500, dạ. 200, 300, 1.000 đồng một con cho anh chị em bà con lựa chọn nhé. Dạ rồi. Đó, đây là chiếc Winner V1 nha anh chị. Con này mẫu là 2019 màu đỏ đen. Có vô một cặp mâm rất là đẹp anh chị nha. Cặp mâm đẹp em, cái mâm này nếu mà mình mua là 3 triệu mấy đấy. Dạ. Đó. Con này mang biển số An Giang nha anh chị, 67-80146. Con này 25 năm mọi người nhé. Dạ, 25 triệu 500 đồng nồi còn nguyên zin luôn. Chị Hiền cũng nhắc về cái việc trả góp là cho mọi người mình nắm rõ tí xíu đi chị Hiền. Nói chung về vấn đề trả góp thì anh chị em bà con lưu ý luôn. Hiện tại thì Thanh Đoàn đang có một chương trình rất chi là đặc biệt luôn. Nhưng mà làm một chơi thì cũng hơi vất vả một tí. Tức là mình không cần đến cửa hàng cũng mua xe được. Tức là sao? Nếu không có tiền thì có ngân hàng thì hỗ trợ góp online. Tức là mọi người chỉ cần chụp chứng minh nhân dân không đủ 6/20 tuổi dưới 60 thì sẽ bên nhân viên ngân hàng tư vấn. Nếu mọi người đầu hồ sơ thì mọi người có thể là chốt đơn được qua cái việc là mình qua online, và sau đó tiệm biển sẽ gửi xe về. Đó, tức là nếu mọi người cần mua góp không cần đến cửa hàng. Tại vì cái này cũng rất hay luôn, tại vì thời gian qua thì em miền nhận được rất nhiều cuộc gọi từ xa, ví dụ như là ở miền Trung này, miền Bắc, đặc biệt là những ở những cái vùng mà Lào Cai, Sơn La đi lại rất là khó khăn luôn. Thì mọi người không cần đến cửa hàng và ở nhà cũng góp online được nhá. Nhưng mà cái góp online thì thủ tục nó hơi rườm rà và cần phải gọi điện người thân. Nhưng nếu mà người mà muốn nhanh còn lẻ nhất thì nếu mà ai ở gần đây thì đến trực tiếp cửa hàng. Sẽ có 4-5 ngân hàng cho mọi người hỗ trợ này. Ngân hàng Home, ngân hàng FE, Credit này, rồi là ngân hàng Zack này. Và đặc biệt hơn nữa là anh chị em bà con chỉ cần chứng minh nhân dân không được 6 trên 20 tuổi dưới 60 là góp được. Còn riêng duy nhất của ngân hàng Zack là ngân hàng đấy là chỉ cần 18 tuổi là góp rồi. Nhưng mà ngân hàng Zack thì vẫn buộc phải gọi điện cho người thân. Ở cái đó nói chung là em Miền chỉ nói sơ qua, còn ai mà thực sự quan tâm, ai thực sự cần em Miền tư vấn thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại thì Ngô Nguyễn có treo trên màn hình rồi. Mọi người cứ gọi trực tiếp em Miền sẽ tư vấn kỹ và rõ ràng hơn luôn nhá. Em nghĩ rằng khi mà mình lựa chọn mình mua chiếc xe thì cũng không anh chị các bạn mình cứ đến trực tiếp cửa hàng mình lựa chọn cho mình lựa chọn chiếc xe ưng ý nè. Rồi trả góp được nhân viên ngân hàng người ta tư vấn về lãi suất tất cả mọi thứ mình nó rõ ràng hơn nha anh chị. Trường hợp mà ai xa không
tới được thì mới là đặt cọc để em Hiền sẽ gửi về. Yeah. Nhưng mà bà con cũng yên tâm trong quá trình lai xe, trong quá trình bán xe. Đặc biệt là những khách hàng ở xa thì em Hiền cũng phải quay video rồi chỉ miêu tả chi tiết cụ thể. Ví dụ xe có chạy trước hay không, xe có bế sức ở đâu không, xe máy làm hay chưa cho khách trước khi là mọi người chốt đơn. Hầu như thì em Hiền làm nghề này cũng đã là năm thứ 10 và cái nghề mà vận chuyển xe đi các tính là bắt đầu năm này là năm thứ 2. Thì cho tới là 80-90% là cả, tất cả khách đều hài lòng. Và mình cảm nhận được nhiều khách đi 1-2 năm rồi không thích thì ra đổi xe khác. Thì mình hiểu rằng xe mình đi tốt chất lượng thì người ta mới ghé lại. Đó là em Hiền cảm nhận và em Hiền cảm thấy là nhiều khi thì mình ở xa không đến được thì đặt cọc gửi về cũng là một cái giải pháp rất là tối ưu luôn nhá. Dạ rồi, mua bán trao đổi thì được, có anh chị cứ đến với Tân Đòn ha. Và đây là một chiếc Sirius FI. Con này là đời 2018-19 và con này thì mới lấy về xong. Con này được một cái là keo nguyên con bà con này. Đẹp lắm nha. Cái này mà lột keo ra đẹp như mới luôn á, không một tí vết lỗi lầm nào luôn. Con này cũng biến An Giang nha chị. Dạ. 14.500.000 Đó thì nãy có nói đầu like là bớt cho mọi người 300.000 đấy lọc nhá, 14.200.000 đồng. Có 6.000 cây thôi anh chị nhá. 6.000 cây số nha, đời 2018-19 nha. Dạ. Đầu nồi zin. Có một điều đặc biệt mà thú vị anh chị em bà con khi mua xe tại Thanh Đoàn luôn luôn được nhắc đi nhắc lại, đó là được test thử miễn phí trong vòng 1 tuần. Và đặc biệt là trong quá trình like xe, xe nào zin nói zin. Trong quá trình mua bán tư vấn cho khách, con nào zin nói zin, con nào đã qua làm máy sửa chữa em Hiền cũng nói luôn. Và trong những cái giá xe báo đây thì em Hiền bán giá niêm yết. Ngày hôm nay chia sẻ đấy giảm từ 500, 300, 200 ngàn đồng một con. Và ngoài cái số tiền giảm đó ra thì em Hiền không có bất cứ bớt một đồng nào luôn. Tất cả các xe ở đây. Và em Hiền sẽ tặng cho mọi người một cái nón hoặc một cái áo mưa mang về nhá. Đó thì tiếp tục đây là chiếc, chiếc xe Sota. Galaxy Sota rồi nha anh chị. Bản này là bản đi... chưa có công tay anh chị nha. Cái này là đi rất là ngon luôn, cái này côn tự động cả nhà nhá. Dạ, 88 phút 28 21. Để mà người 10.500.000 đồng thôi, giá rất là rẻ luôn. 125 phút xe điện tử luôn nha chị. 10.500, 218. Toàn bộ dàn áo đang dán keo từ đầu tới chân. Rồi, keo ok keo nguyên chị. Con nhá. Dạ. Đó, mọi người mua xe cũ được yên tâm, đi ưng ra đổi hoặc đi trả này cứ thích bán lại hoặc đổi xe khác thoải mái luôn. Rồi, camera mình xuống đây nha. 10% giá trị xe. Một chiếc Acelo côn tay 8.900.000 Dạ, 8.900.000 một con. Rồi, giảm giá mọi người 8.700.000 luôn. Đó. Rồi, thêm một cái 200. Nón hoặc cái áo mưa. Rồi, con này biển số đâu á chị? Con này biển số 73E120476. Rồi, mua xe cũ thì mọi người cũng không cần lăn tăn về biển số đâu. Ai thích sang tên đổi chủ Thanh Đoàn nó hỗ trợ bình thường. Nhưng mà phí thì người mua phải chịu nhá. Đúng giá rồi. Đây là giá niêm yết chưa bao gồm phí sang tên, chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Rồi. Mua bán nói rất rõ ràng. Trường hợp anh chị em bà con ở khu vực gần gần tầm 50 cây đổ về thì cũng tranh thủ đi, ví dụ 40 cây đổ về thì em Hiền sẽ hỗ trợ ship. Tại vì giờ xăng dầu đắt đó, quá trên 50 thì thêm cho em Hiền 100-200 tiền xăng dầu mọi người nhá. Và đây là một chiếc AB màu đen nhám nha anh chị. Con này đời cũng là 2019. Dòng này là chị bán cực kỳ chạy hàng. Thật luôn. Về bao nhiêu bán sạch bấy nhiêu. Đặc biệt cái màu của nó là màu hot. Đặc biệt là vào một cặp mâm kiếng nhá. 32 năm giảm giá còn 32 triệu đồng. Biển số Cà Mau 69 nha anh chị. 29465. Ví dụ như mà không muốn mua góp mà ví dụ trong túi 32 triệu mà trong túi 27 28 triệu cho thiếu 2-3 triệu được. Đó, đặc biệt là bên Thanh Đoàn là không tính lời và chỉ giữ lại cà vẹt xe. Khi nào mọi người có tiền thì lấy thôi. Còn nếu anh chị mà con mua xe 10 triệu cho thiếu 2 triệu được. Mua xe 7 triệu cho thiếu 1-2 triệu được luôn nhá. Dạ rồi anh chị. Cái bây giờ chiếc Win X thắng thường được sơn màu 3D nha anh chị nha. Con này thì nói thật với mọi người phim in 3D đấy. Anh chị em bà con không biết sao cái con này mà báo giá xe mới là nếu mà người ra mua xe mới đắt hơn xe thường 2 triệu rưỡi đến 3 triệu là cái màu rồi đấy. Chưa nói đề với cái chất xe nha. Con này biển Sóc Trăng nha anh chị, 0412. Con này là 2020-21 rồi mới tinh luôn. Dạ. Rất đẹp luôn, màu đẹp em ạ. Màu này nó phối màu xanh, màu trắng đẹp cực kỳ. Con này 31 năm mọi người nhá. Dạ, 31.500.000 Thôi bây giờ giảm cho mọi người 31 triệu luôn đi. Rồi, cầm 31. Có chống trộm đầy đủ luôn á. Dạ. Mấy cái này mua góp thì mình trả trước bao nhiêu được anh chị? Cái này về vấn đề trả trước nhiều khách hỏi mua nhưng mà cũng khó trả lời chia sẻ luôn này. Cái vấn đề trả trước được hay không là mình phải lên trực tiếp cửa hàng đưa chứng minh nhân dân. Người ta sẽ toát qua cái màn hình mặt của mình. Đó và để coi ai nhiều khách thì không cần trả trước, mua xe 70-80 nhưng mà nhiều khách mua xe 15 triệu cũng phải đưa trước. Đây là tốt nhất mọi người cứ xuống đây với Thanh Đoàn. Đó sẽ có đội ngũ nhân viên ngân hàng người ta sẽ tư vấn tận tình cho mọi người nhá. Tiếp tục ở đây có những dòng đây, AB. Đây camera mình xuống đây tới những chiếc AB nha. Con này. Ở đây toàn là AB mẫu đời mới nhất bây giờ không anh chị ơi. Cái bên là con màu xanh nha. Em ơi dòng này bây giờ xe mới cũng đang rất là đắt đỏ luôn đây này. Dạ đúng rồi. Đó bây giờ là phiên bản này đẹp, cái mâm với cái phuộc không là 5-6 triệu rồi. Nếu mọi người 37 triệu đồng. Đó, hôm nay giảm cho mọi người 500 còn 36 năm nhanh còn lẹ nhá. Đó, biển 93G130083. Biển Bình Phước nha anh chị ha. Giảm 500 mọi người nhá, 36 năm giá chuẩn luôn. Dòng này bây giờ cái bản này nếu như mà cái bản đang nhám như thế này là bây giờ mua xe mới là 50 mấy triệu chưa giấy tờ. 50 mấy triệu luôn. Dạ chưa giấy tờ đó. Mọi người bảo là ôi chắc là xe 150 không có, 125. 125 thôi. 150 nếu mà biển Sài Gòn là 67 68 triệu. Đúng rồi. Rồi giá nó cao cực kỳ kinh khủng luôn. Và đây con này đang nhám biển Kiên Giang 68. Con này mới chạy được 3000 cây.
2021-22 rồi đúng 3.000 cây cuối 2021-2022. Sao này, sao 97 à, 3.554 tuổi gì mua mới này. Dạ. Rồi đấy anh chị bà con 38 năm hôm nay giảm cho mọi người 38 triệu luôn. Còn 38 đó, anh chị rất ha. Rất là rẻ luôn cả nhà nha. Dạ. Hôm nay chơi lớn giảm cho mọi người cái để cho đầu tháng cho nó may mắn lấy hên coi nha. Rồi tiếp tục đây là AB, con này là dán keo nguyên con. Biển Quảng Trị nha chị, 74D1 306-10. Con này cũng mẫu mới để 35 năm hôm nay giảm giá 35 triệu đồng luôn. Keo cũng bảo cả xe luôn. 35 triệu đồng nha. 35 triệu. À, mua góp hoặc là thiếu một vài 3 triệu cửa hàng cho thiếu luôn nha. 74 Quảng Trị nhưng mà anh chị mình yên tâm là vấn đề mà ra tên rút gốc thì cửa hàng có hỗ trợ cho mình anh chị nha. Hỗ trợ nha. Đó, hỗ trợ là phải thêm phí bà con nha. Và đặc biệt luôn quý anh chị bà con đang xem live, ví dụ có xe cũ nát mùa mưa tới rồi không đi được, xuống đây đối xe đẹp hơn em liền mua lại cho. Dạ rồi. Đó, đây là AB màu đen nhám, tiếp tục 29 triệu khóa thông minh. Đó, đồng giả 32 triệu đồng cho mọi người luôn nhé. Biển của anh chị luôn. Đúng chị, 14987 nha. Rồi. Con này 2019 luôn anh chị, khóa mắt cây. Mẫu này thì chị thấy là trên thị trường là người ta hầu như là người ta đam mê mẫu này hơn là mẫu mới. Ừ, dạ rồi. Tất nhiên là cũng tùy vào sở thích mọi người. Nhưng mà và phân chia về cái sở thích thì mình cảm nhận là cái mẫu này người ta vẫn chuộng nhiều này. Dạ. Đó, tiếp tục đây là AB125 màu xanh đen. Biển Cà Mau luôn chị. Con này đời 2018 luôn nha. 19588. 26 năm. Cái này là do khóa lớn chìm xe nên có giá giảm giá cho mọi giảm giá mọi người 526 triệu đồng, còn 26 triệu. Đúng 28 rồi. Đúng không chị? Đúng rồi, 28-26 triệu đồng, chơi lớn luôn. Thời gian mình bảo hành xe bên cửa hàng mình là bao lâu rồi chị? Thời gian bảo hành thì từ 6 tháng 1 năm tùy giá trị xe. Dạ. Và máy bảo hành cái gì? Bảo hành máy móc. Còn ví dụ như trục trặc 3 tháng này tùm lum là mọi người về phải từ thừa nha. Đúng rồi. Thế bây giờ mà mua xe mà ba cái trục trặc thắng thiệt mà vào qua đây bảo hành thì nó hơi tôi vất vả cho tinh thần. Đó nên là em liền chỉ bảo hành cái máy móc, còn những cái vật là ví dụ như phụ kiện linh tinh ngoài thì hư hỏng mọi người thông cảm và hỗ trợ sửa giùm em nha. Dạ rồi. Xuống đây mình tới mấy cái chiếc công tay nha anh chị ha. Đây cái chiếc Vario đều bằng cát nữa. Vario là bây giờ cũng đang hot hàng đây này. Đó, biển cái này số 65 Cần Thơ. Mua mới như bây giờ cũng là 50 mấy triệu. Vario 125 màu vàng cát nha. Đúng rồi. Phiên bản đặc biệt bây giờ bán 37 triệu, đời 2021. 37 triệu nha chị, 2021 thì số 65 Cần Thơ. Cực rẻ luôn đó chứ không đắt đâu. 53983 nha chị. 37 triệu luôn nhá. Dạ. Đó mua cho thiếu vài 3 triệu được luôn. Đây camera mình quay cho anh chị xem chiếc Winnis màu đỏ nhám nha. Màu này đặc biệt luôn, màu này lạ luôn này. Sơn 3D nha anh chị. Có chống trộm luôn cả nhà nha. Mà được cái biển số rất là đẹp nha, 36B822822 anh chị nha. Biển số đẹp ha. Dạ. Con này màu đỏ nhám mà in 3D màu đặc biệt cả nhà nhá. Dạ. Màu này là khó tìm con thứ hai rồi. Đời 2020-21 hết, toàn đời cao, không ở đợt này về winner toàn xe cọp. Con này để 31 năm giảm 531 triệu đồng. Còn 31 anh chị, đúng con rồi. Này cũng có một cái khóa chống trộm luôn nha. Đây, con này nha. Cũng đời 2021 luôn. Dạ. Con này thì có thêm hồ sơ cầm tay sẵn mọi người về chỉ việc sang tên. Có 4.000 mấy cây. 31 năm. Dạ, 31 triệu 500 anh chị. 4.000 cây. Hồ sơ cầm tay luôn cả nhà nhá. Dạ. Đó, rất nhiều màu. Winner X nhà em liền rất nhiều màu cho bà con cô gì chủ bác xa gần lựa chọn nha. Rồi cái hồ sơ này anh chị mình về đã tên rất là nhanh. Và bên đây cũng Winner luôn. Con này 27 triệu rưỡi, bất 500 chơi lớn luôn, 27 triệu đồng. Còn 27 triệu. Trời ơi, Winner X mà bằng Winner V1 em nhỉ. Dạ đúng rồi mà chị. Xe đẹp có phải 6 đâu, đời 2020. Đẹp lắm cả nhà, đầu nồi zin máy êm. Con này có sơn cặp mâm màu xanh, cũng đúng như rồi. Biển số là 67-72500 nha anh chị ha. Đầu nồi zin mà còn chạy ngon lắm cả đây, nhà giờ nha. Giờ mình lại vào bên trong anh chị nha. Tại mình vô trong này còn nhiều xe lắm mọi người này. Đây vào đây. Nói chung là bà con ở xa không đến được thì đặt cọc cái miền gửi về, còn ai ở gần thì lên được trực tiếp mua nhá. Xem xe tham khảo thoải mái luôn. Dạ. Rồi đây có chiếc Sirius RC 2013-14 này. Biển số 86 Bình Thuận nha anh chị. Màu đỏ đen. Bánh mâm thắng đĩa luôn. 9.500.000. 9.500.000 nha anh chị ha. Rất là rẻ luôn cả nhà này. Dạ. Đó, đây con này chị, con Galaxy Box nè. Galaxy Box là xe bằng côn tay 10.500.000 em. 76 bằng hãng nha anh chị. 10.300.000 nha. Dạ còn 10.300.000. 42581 nha anh chị ha. Dạ đó là cũng niêm yết lắm chứ bán là lỗ tội nghiệp mọi người nha. Dạ. Rồi đây là chiếc Way Alpha 2020 màu trắng này. Biển số 47D14-3994. Dòng này thì nói thật chứ lên giá cực kỳ khủng mà hạ giá thì cực kỳ ít. Đó cái xe này thì ít khi mà lỗ nhiều lắm em. Chính xác rồi chị, con này rất là giữ giá luôn nha anh mọi chị. Mọi người mua nhiều khi 19 năm mà đi chán cứ 13, 14 triệu vẫn bán bình thường. Dạ. Quay Alpha đời 2020 15 năm bất 215 triệu 300 ngàn đồng nhá. Dạ rồi. Đó về nói cái vấn đề về máy móc thì mình không bàn tới, con nào rin thì nói luôn. Dạ. Còn trong quá trình like hầu như 99% đây xe rin nên là con nào mà làm rồi thì mình nói nhá. Dạ. Mấy con này chạy cũng bền và tiết kiệm xăng lắm nha anh chị. Trong lúc mà xăng dầu lên giá thì nói chung bà con yên tâm đi em ơi, chơi chạy thứ mà có gì đâu mà lo nghĩ gì. Và đơn giản hơn nữa mình thấy vẫn nhẹ nhàng nhẹ như tơ hồng vậy đó. Yeah. Đi mua xe cũ đi chán thì không thích ra đổi xe khác lỗ tầm 1-1.5 triệu. Còn mà đi chán thì bán lại lỗ tầm 1-2-3 triệu tùy vào giá trị xe. Dạ rồi, cái bên là chiếc Sirius bây con này đời 2018 em 11.800.000. Cái này biển Nghệ An nha anh chị. Đúng và rồi. Được cái là có vô 12 triệu bứt ra 18 31 kiểu rất đẹp, đầu nồi zin nha. Rồi còn 11.800.000. Còn con này là ABFI đấy, đời xám cam. Dạ. Màu rất là đẹp luôn, biển số 61Z3
7850 con này 14 năm giá mọi người còn 14.300.000 nhé. Còn 14.300.000. Con này cái form của nó chắc là 210 rồi anh chị nha. Đúng rồi. Rồi em đây thì có che dưới một cái chiếc này che 50 chứ các bạn học sinh đi học này. Ớt quen. Đấy, hè tới 3 tháng hè chuẩn bị vào học các anh chị em bà con là mua cho con em mình đi là tuyệt vời luôn. Con này biển xe này là biển số của nó là 47 Đắk Lắk nhá. Yeah. Con này xe 50. 50. Ừ, 8 triệu đồng giá rồi nhá. 8 triệu đồng. Mua mới là 20 mấy triệu bây giờ bán 8 triệu đồng là mọi người biết rẻ cỡ nào đó. Yeah. Cái xe này là của SY em, nó là Galaxy 50 phân khối nhá. Rồi cái bên là một chiếc Ly, mang biển số là 65 Cần Thơ nha chị, 7378 nha. Ở trong người thì gọi Ly, người gọi Lít đó. Yeah. Nên là cứ tùy vào cách gọi mọi người của xe Honda có FE phun xăng điện tử cao cấp 9 triệu rưỡi đồng. Yeah. Mất cho mọi người 200 9 triệu 3. Xe liên lạc máy em mọi chức năng hoạt động tốt nha. Yeah. Đó, đây thì có con quay Sirius con này màu đỏ đen nó đời 2020 là đêm ạ. Con này đẹp quá trời chị. Con này mới chạy 5.000 cây. 5.000 cây. Chi tiết nó quá đẹp luôn chị ơi, ốc tán này kia mọi thứ của nó chạy được 5.300 cây. 35K141881 con này 14 năm. Vẫn cho mọi người 214.3. Còn 14.3. Đó, ví dụ chưa đủ tiền thiếu 1-2-3 triệu cửa hàng cho thiếu luôn. Yên tâm nha anh chị mình ha. Còn thiếu nhiều thì qua ngân hàng, còn mà thích đối xe thì qua đối nha. Dạ đúng rồi. Nói chung có nhiều sự lựa chọn lắm. Còn bên đây chị Hiền đây con là quay Alpha đầu nồi zin và xe này là zin dàn áo ZX thôi. Dạ. Không phải là xe ZX mà có hồ sơ cầm tay sẵn rồi. 18 năm giá mọi người 500 còn 18 triệu đồng 18 bao hồ sơ gấp rồi. Đó. Rồi 18 triệu bao hồ sơ gì mình ra tên rất là nhanh gọn nha anh chị. Nếu mà mọi người ở huyện tự đi làm có 200.000. Dạ. Vui vui cho thêm anh bảo vệ anh Tâm uống nước là 300.000 nha. Dạ. Rồi, còn đây Sirius sao gì Hiền? Con đó chị bán rồi em ạ. À. Rồi bán rồi cho qua. Rồi, con một này con Galaxy 50 tiếp theo. Xe này 50 này, đời 2019-20 rồi. Dạ. Con này biển 95. Con này đời cao rồi anh chị ha. 03869. Dạ. Xe này đẹp cực kỳ đẹp luôn, mới còn mới tin à. Luôn. Ừ. Dạ. Giá nhiêu đây chị? Mới lắm mọi người nhá. Em mới chạy được 9.000 cây, con này 11 năm mất mọi người 211.3. Còn 11.300.000 nha anh chị ha. Giá này em biết là lời con xe được 5-700 thì cũng lời nhiều, bà con đừng bớt tội nghiệp nha. Ừ, dạ rồi. Có Suzuki Viva. Dòng này thì tiết kiệm xăng cực kỳ rồi. 9 triệu rưỡi, con này dạ. 9 triệu rưỡi nhá. 9 triệu rưỡi nha anh chị, kiếm bọn còn cặp ha. Đúng rồi, rồi bên đây một chiếc Sirius FE bánh cầm con này bán rồi, đặt cọc rồi. Đây một chiếc Attila Venus. Con này 11 năm còn 11.3, đầu nồi zin, đồng hồ điện tử cao cấp mọi người nha, xe đẹp. 70E1-22851 nha chị. Dạ, anh chị lưu ý là đây là dòng Venus, dòng đời cao nha. Đời cao, đời đồng hồ điện tử sau. Và đèn sau nó là đèn LED luôn anh chị ha. Nói chung rẻ mà mua mới 3840 mà. Dạ rồi. Đây, con này là cũng xe 50. Elegant 50 xe hãng. 50 này cũng 11 năm đời 2020-21 rồi. Màu đỏ đen cả nhà nhá. Đấy mọi người vào like chia sẻ ủng hộ hai chị em nhá. Địa chỉ tiệm miền có ghim trên màn hình cũng như số điện thoại bà con quan tâm thì liên hệ. Bên em là có hỗ trợ trả góp, hỗ trợ sang tên và đặc biệt là có trao đổi xe cho anh chị em bà con lựa chọn nha. Cái dòng Elegant này thật chất là chạy rất là bền anh chị nha, nên là mua cho các em học sinh đi học rất là ok luôn. Cái bên là chiếc quay 100 hả chị? Quay này là quay 100 lên đồng hồ điện tử này. Đúng rồi, lên phuộc, lên mâm này. Con này 10 triệu rưỡi đấy mọi người, 10 triệu đồng luôn nha. 10 triệu. Biển 63. Đó. Rồi, tiếp theo là một con Elegant tiếp theo và con này biển số luôn là 60AC00425. Con này là màu lên nhám luôn, phiên bản đặc biệt đấy. Bà con cứ mua về con em mình đi. Dạ. Giá 9.500 bớt cho 10.200, 9.3. Còn 9.3. Giá rất là rẻ luôn rồi. Và đây là một chiếc Sirius mà biển số 83 Sóc Trăng. À, một cặp là màu giống nhau luôn, 11 năm còn 11.3 đi. Rồi, còn 11.3. Em này thì vào đèn LED, đồng hồ đèn LED đẹp này. Có là một cái đồng hồ điện tử nữa. Đèn LED này đẹp luôn, đồng hồ điện tử luôn. 11.3 con này 11.3 luôn. Con này cũng 11.3, con này bị số 93 Bình Phước. Ai thích rin thì lấy rin, ai thích không rin thì lấy đầu kiếng có gì đâu. Rồi, thích mẫu nào lấy mẫu đó quay thôi. YS này là đầu nồi 100% nguyên rin. Còn nguyên rin luôn. Đúng rồi. Dạ. Dàn áo là mới sơn lại, còn đầu nồi và dàn chân là rin nguyên bản luôn. Con này 36 Thanh Hóa. Này 37 Nghệ An đó chị, 37 Nghệ An. Nhiều quá nhiều khi cũng quên, bà con thông cảm nha. 39064 10 triệu rưỡi dạ, còn 10.300.000 đồng nha. Còn 10.300. Dạ dạ. Rồi, mình lên trên nha. Đúng rồi, nhà còn nhiều xe lắm, nãy giờ hai chị em là chị đưa chưa đi được một đường quãng đường đâu. Chỉ một phần nào thôi chị à, mình cứ từ từ mà theo dõi nha, còn rất là nhiều. Mọi người mà ở xa cứ phải lưu ý là hồ sơ không được xấu này. Trên 20 tuổi dưới 60 là góp được. Còn nếu mà bên chắc là 18 tuổi là góp được nhưng mà phải gọi điện cho người thân. Dạ. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước khi đi mua, nhiều khi đi xa tội nghiệp nha. Dạ rồi. Đó. Anh chị mình cũng cố gắng là ai mà nợ xấu rồi thì mình có thể là mua nữa không có được, nên là anh chị mình cố gắng mua tiền mặt tên. Ha. Dạ. Hoặc là nhờ người nhà anh em bạn bè đứng tên cũng được. Một chiếc AB. Con này là đời 2019 mà xe dán keo nguyên con và chạy đúng 5.000 cây. Xanh đen nha anh chị, đúng xe rồi, đẹp quá trời. Con này là biển số 69S155035. Dạ. Để mọi người với giá là 33 triệu rưỡi nha. 33 triệu 500. Rồi con này cũng 4.000 cây này, keo nguyên con luôn, hàng đẹp gì lắm. Mà nó mới tinh. Mới tinh luôn, biển số 67C167403. Chính xác là keo còn bọc cả xe luôn. Keo chị nguyên ơi. Con, hai con đều keo bọc, con này dạ. Cũng 33 năm luôn. Keo này keo ra ha, còn nguyên luôn. 33 năm luôn. 33 năm. Còn con này chưa? Con này là chưa dán keo và nó là chìa khóa thường. Đây là lý do mọi người báo rồi, người ta bán có 20 triệu mình bán 30 mấy thì tùy xe.
xe chìa khóa thường. Đây, khóa lớn. Chìa khóa này vẫn là chìa khóa lớn nhưng mà chưa phải là thông minh. Có chống trộm đầy đủ luôn, con này 27 năm. 27 triệu 500. Xe là đầu nồi không phải bàn cái đâu. Mọi người cứ xuống đây test thử thoải mái đi lại lấy. Biển số đâu? 65 thành phố Cần Thơ. Con này cũng đời 18, 19, màu xám đẹp lắm, màu xám đen. Con này thì biển Bình Dương nha chị, 61 nha. 27 năm giá mọi người 500 còn 27 triệu đồng. Khóa thường, biển số 61 Bình Dương. Giá tối nay cho anh chị em bà con đi luôn ha. Kế bên là một chiếc Novo 5, mang biển số 61 Bình Dương. Novo 11 năm, giá 200 còn 10 triệu 800 một đồng. Rồi. Đầu nồi zin bao đẹp bao êm nhá. 11 năm hả chị? Đúng rồi. 11 năm thì sẽ còn lại 11 3. Không phải đâu, 11 triệu bớt 200, 10 triệu 8. À 10 triệu 8 đúng không? Rồi. Đấy, 10 triệu 800 một đồng. Rồi, kế bên chị con này. Con ẹc này biển số bao nhiêu đem? 85 Ninh Thuận. Con này là 18 triệu đồng bớt 517 triệu này. Yeah. Đó, 17 triệu đồng cho con ẹc siêu đẹp, máy êm, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Biết máy móc được có rớt cái nào chưa chị? Chưa, chưa, cái này chưa. Kế còn bên là ẹc 85 luôn. 20 triệu còn 19 năm đầu nồi nguyên zin. Đời 2014-15. 17865 nói chung là tiền nào có đó bà con thích rẻ tí em thì coi con tầm khoảng 15 năm 15 triệu 300 có hết nha. Dạ, cái con AB này AB cực kỳ đẹp rồi, màu cam đen đẹp lắm cả nhà ơi. Dạ. Rồi nó mới keng xà beng luôn để có cái biển số bao nhiêu cho bà con cùng xem nha. Cam đen. Con này, này mang biển số 67. Có giảm tốt sơn nhẹ nhưng mà rất là đẹp nha. Đó, xe đẹp. Rồi. 67 nha anh chị ha. Con này 27 năm. Còn đây là mấy cái chiếc mô tô này chị Hiền. Mô tô này là 22 còn 21 triệu. KBR 21 triệu đồng, được dọn rất là mới anh chị nha. Người về thì việc ngồi lên là chạy không phải làm bất cứ cái gì. Từ dàn áo lót clip mọi thứ còn mới tinh. R15 28 triệu đời 2015. Đây là R15 V2 anh chị nha, biển số thành phố luôn, 94286. Còn bên kia R15 V3 đời mới đời cao, 60 đời mới đời cao này là 51 triệu giá mọi người 1 triệu còn 50. 34146 nha anh chị. Dạ. Rồi, mình đây có con đây. Winner giá rẻ cho bà con đi làm, lâu lâu bán rẻ cho mọi người chơi vậy này. Yeah. Đó, con này 19 triệu đồng. 19 triệu và biển số thì chị thấy rồi đó, 37 Nghệ An. Winner đầu nồi zin vô 19 triệu đồng thôi. Con này là nó đang bọc keo trùm anh chị nha. Mình không thích mình mọi người thích thì lột ra cũng được, còn không để vậy cũng được. Bên đây là chiếc Novo 6 biển số Novo SX này. Này con này 15 triệu còn 14.8 này, xe này dán keo vừa lột nha. Yeah. Màu này là màu hot nhất đấy bà con nha, màu đẹp lắm nha. Yeah. Đó, xe đẹp đầu nồi zin. Keo nguyên con vừa lột ra luôn, rất đẹp và mới luôn cả nhà nhá. Yeah. Đó, ngoài ra thì em có đây. Đó, ẹt biển 38C29573. Một chiếc ẹt thì biển số 38 Hà Tĩnh là bao nhiêu đây chị Hiền, con này nè. Con này là 25 triệu đồng mất 5245. Bán liền miễn tệ cho anh chị nha. Con đây là mã kin. Mẫu 2018 đăng ký 2019 xe nhập nguyên con. 29 năm mất 529 triệu đồng. Còn 29 triệu. Màu đỏ đô cả nhà nhé. Đây thì có con cũng màu phiên bản giới hạn luôn. Đây cũng bán liền miễn tệ luôn nè anh chị. Con này 23 năm thôi. Đời 2018 luôn mọi người nhé. Dạ. Đây anh chị mình cứ theo dõi. Con này biển 73E 32310. Có thể là thiếu một vài 3 triệu hoặc là mọi người có thể góp qua ngân hàng nhé. Trong quá trình quay mà nếu mà quay không được rõ và chi tiết có thể là kết bạn với chị Hiền để chị Hiền sẽ quay phim chụp hình rõ hơn cho mình nha anh mình chị. Mình muốn xem rõ hơn này cứ kết bạn Zalo quay cho nó đỉnh luôn. Dạ rồi. Đây Novo 5 màu trắng xanh này. Bị Đồng Tháp nha anh chị, 66. Đời này đời sau mọi người nhé, đời này đời sau mới có đây. Mẫu này là đời sau cùng của Novo 5 rất đẹp. 147-35. Giá nhiêu đây chị? Con luôn. Con này để 10 triệu rưỡi thôi. Dạ 10 triệu rưỡi. Bên bên này 10 triệu đồng này. Đây 10 triệu. Em này là 11 triệu bớt 500, 10 triệu rưỡi. Em này 10 triệu đồng bớt 200, 9 triệu 8. 9 triệu 8, biển số là đẹp, dán keo nguyên con luôn cả nhà nha. 37814 nha anh chị. Rồi, quá rẻ luôn. Một chiếc Jupiter biển số Jupiter cho hành Jupiter là 158 còn 15 năm. 37066-70D1 cho hành tây nha. Xe đẹp nha, liền lạc. Và đây cũng là một con Novo 6 tiếp theo biển số Nghệ An 37. Cặp xe Novo 6 đã cọp nha, bánh trước bánh sau chưa thay luôn. Trời ơi, còn nguyên. Con đó là 18 triệu đồng bớt 517 năm. 17 năm, 11544 nha anh chị. Rồi, còn con bên cạnh là 17 triệu đồng, 17 năm còn 17. Còn 17, con này biển số 65 Cần Thơ 36193. Trong cùng là 14 triệu còn 14, 15 triệu còn 14 triệu còn 138. 94B1-20341. 13 triệu 800 cả nhà nha. Dạ rồi. Dạ. Nói chung là Novo 6 mình thấy cửa hàng hôm nay cũng nhiều. Anh chị nào thích thì liên hệ cửa hàng nha. Đúng rồi, nhiều xe lắm bà lên con. Lên trên thì Vision, Vision đời mới không luôn. Vision về rất nhiều luôn, toàn xe đẹp mọi người này. Toàn xe mới đời mới. Toàn xe mới không mọi người nhá. Dạ. Và đặc biệt luôn là mọi người tội gì mua xe mới bây giờ 47, 48, 9, 50 triệu đồng. Dạ. Còn hôm nay xuống với Thanh Đoàn chốt đơn 28 năm xe cọp. Con này nó mới lắm này. Biển Cà Mau sơn chính này. Màu này là màu đặc biệt đấy. 28 năm. Đó, màu xanh này, mà ống đèn con rất đẹp này là chị. Mới chạy được ngàn cây này. Ừ. Đúng ngàn cây phiên bản 2021-22 đây mới nhất. 37 triệu đồng. Dạ, 37 triệu. Bớt cho mọi người 500 lấy lọc đi còn 36 năm. Biển màu số Tân Nguyên Bình Dương. Màu hot mọi người nha, màu bình thường. Em bên cạnh là 35 năm giá chuẩn không bớt, cũng màu đen nhám luôn. Con đó thì biển số 86, nói chung đúng con rồi. Xanh đen, con xanh nhám với con đen nhám này đều là bản đặc biệt xe mới rất là đắt tiền nha anh chị. Đắt tiền lắm, 48 hình như chưa giấy em ơi. Trời, con Vision 2020 đen nhám 27 năm. Biển số Thủ Đức nha anh chị ha. Bớt cho mọi người 500 lấy lọc đi 27 triệu nha.
Kế bên là cái mẫu màu đỏ. Con nó bán rồi, con nó bán 35 năm khách cọc rồi. Rồi, con màu đỏ chị? Đời 2018 22 năm. Con đó thì đỏ tươi nhưng chị bị số 38 Hà Tĩnh. Con màu trắng là 25 còn 24 năm. 69 Cà Mau anh chị. Phiên bản 2019 đó, bán rẻ cho mọi người luôn. Mấy cái Vision thì chắc là máy móc đời cao như thế này. Nói chắc là riêng hết rồi hả chị? Đúng rồi, thậm chí đời thấp, đời mới chỉ đa số Vision là 99% là nó còn riêng nguyên bản. Thật sự là Vision muốn hư nó cũng rất là khó anh chị nha. Rồi camera lên trên đi em. Sẽ quay cho anh chị xem chiếc Vision biển số 86 Bình Thuận này trước. Con này thì màu đỏ đô. Cũng đời 2020 luôn em, đẹp lắm. Quá mắt cây đầy đủ nha anh chị ha. Đây mọi người nhìn cái dàn chân này, ốc tán 7 màu luôn. 27 năm dán 10 500 còn 27 triệu đồng. Còn 27 triệu. Đó, ngoài ra thì em có thêm Vision đời mẫu cũ này. Anh chị nào thấy Vision cao thì lựa chọn mấy con này giá nó thấp. 15 đĩa luôn, 12 triệu 8 chứ mấy giá hồ đi rồi. 93 Bình Phước nha chị, 04023. Rồi, đó còn ai mà thích Zanus thì 125 mạnh mẽ bên đây. Đồ nhám. Con này là 19 năm. 70H1, 39892 nha anh chị ha. Yeah. Rồi, kế bên cũng là chiếc Atela Venus đó chị hả? Đúng rồi, 11 triệu 300 luôn. Coi đó thì bị số của Tân Châu nha chị. Giá đó là đại giám thôi bà con nhé. Tân Châu Tây Ninh 25870. Còn kế bên cũng là một chiếc Janus màu trắng mọi luôn. Mọi người cứ xuống đây trực tiếp xem, còn ai ở xa thì cứ nhìn nhắn qua Zalo miền chụp hình cho. Yeah. Chứ nhiều khi quay không thế nào mà chi tiết từng con, có khi 1-2 phút là không biết đến bao giờ mới xong được. Yeah. Tại vì nhà là nhiều xe. Con màu trắng da nớt là 18 triệu đồng cả nhà thân yêu nhá. 48B150799 nha anh chị. Rồi con màu cam, màu nâu là 18 triệu luôn. Khóa mắt cây luôn. Đặc biệt có Liberty. Liberty phiên bản 2020 che đẹp. Biển con đó để 66. Anh cho bạn là 33 triệu đồng. Biển 66 Đồng Tháp nha anh chị, 42009 nha. 33 triệu đồng. Dạ rồi. Còn anh em nào đam mê cung tay thì bây giờ tới cái phần cung tay cho anh em mình tham khảo luôn nha. Đúng rồi, cung tay đặc biệt là Winner X là nhà chị Hiền hôm nay gọi là trùm của bà trùm luôn. Quá trời không nhiều không thế luôn. Nào trùm hơn được nữa rồi. Đầu tiên là một chiếc đen nhám, bản này là có ABS. Dạ. Rồi này, cái này là ABS luôn mọi người nhé, màu đen nhám. Màu đen nhám ABS phiên bản cao cấp rồi em ơi. Dạ. Con này là cũng một trong những dòng xe thử đã từng làm mưa làm gió. Con này thì 5.000 cây thôi chị ơi. Con này phải gọi là quá đã. Gọi là vua của thị phi. Tất cả những cái thị phi là thuộc về nó hết. Rồi, biển Cà Mau 69. Giá lên đỉnh của nó mà rất giá nhất cũng nó luôn. Chính xác luôn chị. Nó là thị phi nhất trong những lúc dòng xe. Lúc mới ra mắt cái mẫu này là 50 mấy triệu. 58 triệu. Dạ. Ôi nói vậy là hình như là cũng chạm nhẹ vào nỗi lòng của ai đấy. Hình như em cũng đang đi Winner đúng không? Đúng rồi chị. Đó, thời điểm mua là cũng phải 50 mấy triệu đấy. Dạ. Nhưng mà thực tế nó vậy thôi chứ thực ra nó chạy ngon. Thật sự là ngon mà, đi đường dài cực kỳ là tuyệt vời luôn. Bạn Ngô Nguyễn đã lựa chọn là mọi người cũng biết rồi. Dạ. Con này chốt đơn anh chị em bà con 31 triệu đồng. 31 triệu anh đời chị mình nha. Đời 2021 luôn nha. Dạ, biển số 69 Cà Mau. Đó cái này thì đưa trước tầm khoảng 1 vài 3 triệu hoặc không cần đưa trước cũng được. Còn bên anh đây. Anh ơi. Còn cái con bên đây anh mình. Anh chị làm gì đấy kìa coi mà. Cái con bên đây phải nói sao mà ốc tán nó còn mới tinh nè trời ơi. Con này phải nói là không biết em là có con đưa nữa chưa. Đời 2022. Trời hàng gì đúng là con mắt thẩm mỹ mà. Biết ngay và liền xe mới chạy được ngàn cây. Hay là sáu rồi chị nha, mới tin nè, ốc tán anh chị mình coi nè, ống bảy màu luôn, không có gì mà phải bàn cãi cả. Quan trọng là giờ cái giá mình hợp lý thì mình chơi thôi. Bao giá 31 năm thôi. 31 năm thôi. 31 năm 2022. Dạ. Bớt cho cả nhà 500 lấy lọc đi. Còn 31 triệu anh chị ha. Rồi cái bên cũng là phiên bản thông thường. 28 năm. Dạ. 28 năm. Con này thì bị sử dụng tàu, bị số gò rất là đẹp nha anh chị, mình rất đánh giá trên giá cầu với biển số gò như này. Rồi còn bên đây ABS này chị Hiền. Con này đẹp lắm. Con này thì phiên bản của nó là HRC, phiên bản đường đua anh chị nha. Kinh luôn, 32 triệu đồng, mới kinh luôn. Biển số là Đồng Nai, 60B969931. Quá đẹp luôn. Nói chung là trong những cái Winner X thì phiên bản này gọi là nổi bật cũng như là đặc biệt nhất anh chị. Khi mà mua xe mới có thể là nhỉnh hơn vài trăm đến triệu. Còn bên đây là phiên bản đỏ đen, cái phiên bản này là thắng thường thôi chưa có đúng rồi, con này cũng mới tinh, trẻ keng, trẻ beng, 31 triệu luôn. Từ 2022 luôn. Con này mình thấy là có vô một cái khóa chống trộm anh chị ha, cái chống trộm thôi. Rồi còn đây cũng là một cái màu HRC, con này thì chìa khóa mình thấy là còn đủ một cặp luôn. Con đó để rẻ thôi, 28 năm. Con này thì biển số 36 Thanh Hóa nha anh chị, 20678. Rồi còn ở bên trong chị con này ABS luôn. Con này đẹp, con này màu đẹp mà xe đẹp lắm, liên chìa khóa thông minh. Dạ. Con này có chìa khóa thông minh bà con nha, biển thành phố Di An luôn, chính chủ luôn. Để cho mọi người 32 triệu đồng luôn. 05085. Xe mới chạy được 3-4 ngàn cây gì đó chứ không có nhiều đâu. Lên khóa xà mắt cây luôn chị nha. Dạ mới keng xà beng luôn bà con ạ. Lên khóa mắt cây đàng hoàng. Mắt cây không 2 triệu rưỡi 3 triệu rồi chứ đâu ít đâu. Trời ơi khóa này giống của thác nha anh chị ơi. Mà cái này màu nó cũng đẹp nữa. Màu cực kỳ đẹp luôn. Rồi camera phía sau giùm anh là có mấy cái chiếc Exciter mà kia đâu nè. Đúng rồi. Cái con đó thì giá như thế nào vậy chị Hiền? Nói chung là mẫu này là mẫu 20 hết rồi em. Dạ. Mẫu cái đồng hồ này, đồng hồ lớn là đồng hồ lớn nơi sau rồi đó. Con này 30.5. 30.5, con này 31 năm thôi thì cứ bớt cho mọi người con 500 đi. Dạ. Đó, ai lấy con nào thì lấy 30 năm thì còn 30, 31 năm còn 31 nha. Còn con này thì có vô cặp bánh mâm cũng như là có một cái ba ga phía sau biển số 65 Cần Thơ.
34685, bao nhiêu đây chị? Con này để mọi người 31 luôn. Con này có được cái là chế hai cái cánh bẩn của nó là làm ví dụ giống như à, con này 24, con này 24 triệu. Làm na ná giống như ạch nhỏ xưa tí vậy đó. 12, 18, 24 triệu đồng. Dạ, xe 24. Đẹp mà em. Con bên này là 31 triệu vào cặp mâm đính nha. Dạ, mâm không là 3 triệu mấy chứ không ít đâu mọi người. Rồi. Cái mâm không là 3 triệu mấy. Đây, camera mình lên đây ha. Tiếp tục tới những cái chiếc Exciter cho đấy, anh chị. Đấy, lên đây cho em tí đi. Ở dưới kia quay xong rồi. Một con màu trắng đỏ. Và con này để coi biển số của nó là 68 Kiên Giang. Xe này đẹp lắm, mới keng luôn. Dạ, 68 Kiên Giang trắng đỏ màu chị. Màu đẹp, xe đẹp, nhìn ưng liền. 32 triệu năm còn 32 triệu. Còn 32 triệu nha anh chị ha. Còn đây là 2019. Xe đẹp keo nguyên con. Biển số là 37 ngàn. Đó, bốn con này lấy cứ 32 triệu con và 32 năm giảm 500 rồi đó. Còn em phía trong màu tím là 23 triệu rưỡi. Dạ rồi. Ở đây thì mình thấy là có biển Nghệ An nè, 68 Kiên Giang. Và con này màu tím như chị Hiền mới chia sẻ thì nó là 60 Đồng Nai. 23 năm thôi đúng không chị? 60 con Đồng Nai. Con bên cạnh là mới kinh xe nhập 27 năm đó. Con này biển 36 Thanh Hóa nha chị. Đáng ra là cameraman để vào quay nhưng mà do nhà chật có bà con thông cảm nhiều lắm. Rồi. Xe ngập lối đi luôn mà. Bên trong thì có 89 nhân viên 29 năm còn 29 triệu bán luôn. Nói chung là biển số ba miền ở đâu cũng có hết. Anh chị muốn thì liên hệ về cửa hàng nha. Và là muốn sang tên phố góc cửa hàng đều hỗ trợ hết. Đây có con vừa về con này 135 luôn. Dạ. Biển 67D33541 mọi người nha. Dạ. Xe này, con này biển số An Giang. Xe này cực đẹp luôn này. Xe riêng nguyên bản, cái này là mới về chưa rửa thôi. Đấy, bụi đất thôi chứ còn đẹp lắm nha. Con này để rẻ mọi người 15 năm đi nhá. 15 triệu rưỡi nha chị ha. 15 năm ẹc 135 đầu nồi zin. Dạ. Không, có con Winner này cũng màu đẹp phải 2 triệu khóa đi. Này như bán ABS luôn phải không chị? Cái này là ABS luôn. Dạ. Chìa khóa là 28 năm thôi. Rẻ quá rẻ luôn. Chị. Biển số 76 Quảng Ngãi nha. Rất là rẻ luôn. 76 Quảng Ngãi. Và đây là Exciter 155 được hàng luôn. Xe cộp không mọi người. Ở đây có hai chiếc 155 màu xanh Yubi này chị Hiền. Con này là mới lắm, con này nhưng mới chạy được 2-3 ngàn cây gì này. Con này mới lắm luôn đấy. Để coi, coi bao nhiêu ngàn cây cho anh chị. 3 ngàn 3, con này để mọi người là 42 năm 3368, nó là xanh Yubi khóa mắt cây con, nha. Con bên này cũng thông minh luôn, để mọi người 41 triệu. Con này thì biển 36 anh chị, còn con lúc nãy là biển 47 là Đắk Lắk nha. Còn đây là biển Thanh Hóa. Con màu trắng đó là cứ 38-37 triệu, con chiều khóa thường với 40-5. 38 khóa thường, 40-5 là khóa mắt cây. Thì khóa thường là biển số Bình Dương, còn khóa mắt cây nó là biển số Bạc Liêu. Còn bên đây chị Hiền con này. Con này đó để cho cả nhà với giá là 30 triệu em ạ. Hai con đều 30 triệu luôn. Rồi, đồng 30 giá. 5 bớt cho mọi người, một con 500 còn 30 triệu đồng nhé. Các bạn đang theo dõi con biển số 66. Đúng bây rồi. Giờ kế bên nó là biển số 73 Quảng Bình ở đây. Rồi chị Hiền báo giá giùm em mấy con Winner màu vàng luôn nha. Biển số 36 Thanh Hóa nè, quay biển số đi camera. Màu vàng nó đời 29 con trong cùng á, 26 năm. Dạ. Đó, nói chung giá nhiều, giá với con này thì 24 năm này. À, xe cũng đẹp lắm cả nhà, đẹp. Rồi con này thì 22 năm này. Biển số thì các bạn anh chị có thể thấy được ở trên cái màn hình con này 25 nha. Triệu đồng màu đen nhám. Con này là 24 triệu đồng. Đó, con này đẹp là 27 năm này. Con này phải nói là được sơn với màu Repsol cũng rất là nổi nha. Anh nổi em nhưng mà xe nó mới đẹp lắm em, mới keng luôn á. Anh em là thích cái form này có thể liên hệ cửa hàng. Và đây con này cái vỏ cũng mới tinh luôn nè, hình như là mới thay. Con này có 28 triệu thôi. À, mới thay luôn nè chị, nhìn đường giữa này nha, đừng có nhìn bên hông. 28 triệu. Rồi 28, đây là phiên bản thắng thường. Lên đây một chiếc quay đã tiếp. Chị Hiền biết xăng hôm nay nhiêu lít không chị Hiền? Con này cái gì em? Xăng hôm nay chị biết bao nhiêu một lít không? Không biết luôn em ơi. Gần 32 ngàn, nhưng mà trong một vài ngày tới có thể đạt đỉnh 35 ngàn một lít. Ôi dồi ôi, thế là hơi mệt đấy ha. Thế mọi người lấy mấy con FI này đi luôn em này. Mà con này thì nó là thuộc dạng vui cũng tiết kiệm xăng luôn. Con này là 2020-21 rồi, xe mới tinh à. Xe màu xanh đẹp lắm, biển Sài Gòn luôn. Con này để mọi người 17 năm nhá. Dạ, họ giá xăng như vậy để anh chị biết là lựa chọn với con xe như thế này là đúng quá rồi. Tuyệt vời luôn nè. Quá tuyệt vời, dàn chân đồ đẹp. Biển số này của thành phố nha chị luôn. Biển này biển Gò Vấp ha. Rồi. Còn bên đây đơn là gì? 32 năm còn 32 triệu đồng nhá. Rồi, biển số em bên này là Satria này. Satria. Keo nguyên con đời 2020, hồ sơ cầm tay sẵn. Keo bọc luôn xe 42 năm để mọi người 42 triệu đi, bớt 500. Dạ, còn 42. Keo nguyên con luôn. Đẹp quá trời nè anh chị, xem mới keo luôn xe như xe mới. Còn đây Satria luôn chị, biển Tiền Giang. Màu đặc biệt. Con này để mọi người 36 triệu đồng ấy. Biển là Tiền Giang mất anh chị ha. Mất 500 còn 35 năm nha. 35 năm. Rồi. Còn đây con này mình 33 triệu năm còn 33 triệu đồng. Đây là Rider anh chị nha. Thì số Bình Dương luôn. Mình có thể thấy Sonic được trên màn hình. Sonic là con đó là một con 42 triệu đồng và một con là 44 năm. Đây 44 năm biển số Bạc Liêu. Con 44 năm là 2021 rồi, 20 cuối 2021 rồi. Camera thử quay cái dàn đầu anh chị coi nó đẹp, nó mới thấy ấn chưa? Đẹp rất lắm. Là ok luôn. Đó, tiền nào của đó thôi bà con ạ nha. Và đặc biệt các bạn anh chị mua cái màu trắng đỏ này thì nó sẽ trên là chiếc xe mới ít nhất là 2 triệu đồng chứ không hề ít luôn. Màu trắng mông đỏ nó đắt hơn nhiều đó mọi người nha. Rồi, lên trên. Rồi.
mình lên tới bên mấy chiếc tay ga lớn lớn cho mấy anh mà câu to một tí nha. Cặp NVX nhá. NVX con này, rồi con này thì đồng giá cho mọi người, một con là 24 triệu. Đồng giá hết thế chị? Mất 500 thì 23 năm bán luôn. Đây cũng là 125 dạ, hết dạ. Không chị? 125 chìa khóa thông minh đời 2017-18 đó em. Một con là biển Tây Ninh, còn con các bạn đang theo dõi đó biển số An Giang nha, 67. Còn cái bên đầu chiếc SH nữ SH đời 2020. Đời 2020 chìa khóa thông minh nha. Đó con này là 49 triệu đồng. 13966 nha chị. 49 triệu đồng. NVX là 39 năm bao hồ sơ gốc. Cái đó là BCX nha anh chị ha. Dòng này thì các anh các chú đi mà đi đường dài, đường xa thì cực kỳ thoải mái. Đúng luôn rồi. Không có đau lưng. Chìa khóa thông minh đời 2019. Dạ yeah. Rồi còn có một cặp AB. Cặp AB thì màu đỏ là 30, màu xanh là 31. Màu đỏ 30 thì biển số là 64 Vĩnh Long rồi. Màu xanh là biển 36 Thanh Hóa. Tất cả đều đời 2020, đều 2019 và chìa khóa thông minh nha. Ừ, dạ rồi. Đó thì mình bên này còn rất nhiều xe, anh chị bà con cùng vào tham khảo nha. Đây anh chị mình qua đây ha. Có xe gì à? Đây anh chị mình qua đây. Hả? Ừ, đây siêu riết FI này. Con này đời 2018-19 luôn, cái này màu xám lông chuột đẹp lắm nhá. Yeah. Con này biển 64E38154. Con này để anh chị em và các bạn với giá là 13 triệu đồng nhá. 13 triệu. 13 triệu đồng bớt cho mọi người 212.800. Rồi. FI okay, luôn, xe đẹp lắm mọi người ơi, xe mới keng luôn á. Rồi, cái bên đây là chiếc Exeter 150, màu xanh GP nha anh chị. Con này màu xanh GP mà mâm đẹp màu xanh luôn. Mẫu này là mẫu 2019-20 đời cao này. Đến mọi người là 30 triệu bớt 500.295. Rồi, ok nha. Biển 83P371924. Ngoài kia có chiếc đối xương 3D đẹp quá trời nè. Con này đời 2019-20 rồi. Con này có vô cặp bánh mâm luôn nha anh chị. Cặp bánh mâm kiểu luôn. Con này bình mới lấy về hơi yếu bình nha. Con này in 3D toàn bộ luôn. Dạ đúng rồi, xương 3D cả xe luôn nè. Chưa rửa luôn. Con này là để máy giùm ru ha. Để mọi người 15 triệu bớt 200, 14 triệu 800. Dạ 14 triệu 8. Xe màu đẹp cực kỳ luôn, màu màu này rất là sắc sắc luôn. Anh chị ở xa mà thích mấy con xe như thế này mà mình không có thời gian đi, có thể là kết bạn cửa hàng để cửa hàng sẽ chuyển xe về cho mình vẫn được anh chị nha. Đây là dòng AB. AB. AB là trước là nhiều lắm mà bán sạch rồi. Một chiếc AB là xe mới chưa qua sử dụng nha. Ờ, hàng 38 năm. Cái này giờ mua là xuất có đơn đỏ luôn hả chị? Đúng rồi, xuất có đơn đỏ với giấy xuất xưởng. Con này 27 triệu đồng in 3D. Con này bên 63 Tiền Giang nha anh chị, 32424. Con này đẹp lắm này. Con này đời 221 rồi. Quay đô 150. Dòng này giờ 25. Là 75 triệu chưa giấy anh đúng chị rồi. Nha. Đất cao luôn. Bây đó là nó chỉ có 52, 53 40, nhưng mà giờ 75 chưa giấy đó. 546 triệu đồng. Rồi 46. Rồi con này cũng 219 luôn, xe đẹp. Màu ở đây nhám nha anh chị. 37 triệu đồng. Bị sơ là con này 150 đời 2019-20 luôn. Dạ. Yeah. Con video này 2021 mà người này vàng cát 2021. Con màu đỏ này hơi bị đẹp luôn chị ơi. 550. Dạ. Yeah. Con này thì da yên có bọc rất là im, mình có bung đi tí xíu nè. Cũng như là con này có vô một cái cây phột và màu đỏ được sơn với đỏ candy. Thì mình thấy màu này giá trẻ bây giờ chuộng rất màu là nhiều. Màu này chuộng lắm. Dạ. Yeah. Xe này là đi đăng ký tháng 4 2022. Ê. Bây giờ là tháng 5 mới đi cho đường tháng ra bán 200 cây thôi. Xe này thì không bàn cãi rồi ha. Xe 200 cây mua. Ê, mới năm mấy giờ bán ra quay cái audio nè. Có 42 triệu đồng. 275 cây. Đó. Bán 42 triệu thôi mọi người. Yeah. Giá rất là rẻ luôn. 55 triệu chưa giấy mới là chạy con này. Được trước 1 tháng. Dạ. Yeah. Trời ốp toán phía sau đó là đẹp luôn nè, camera quay lúc sơ cho chị mình theo dõi ha. Quá là tuyệt vời luôn, không bằng cãi rồi. Mấy cái này thì mình cứ bảo hành là Vivo về hàng ha. Đúng rồi, cái này còn bảo hành của hãng luôn mà. Thật sự cái này là xe mới chứ không phải là xe cái cũ nữa đó. Mua xe chính chủ còn bảo hành của hãng luôn. Rồi. Xuống đây là Sonic nè anh chị ơi. Ủa sao con tay lại nhẹ dữ ta, đã ha. Sonic này 42 triệu đồng em. Rồi, màu trắng đỏ luôn và cơ đề biển số Sóc Trăng 83. Rồi, em bên này là 36 triệu đồng. Đây là 66 Đồng Tháp 56136 và con này là Satria được xuống với cặp bánh mâm chỉ. Và bánh rất là nhẹ. 33 năm thôi. Quá rẻ luôn. Và có đi bộ lọc trụ, biển số là Đồng Tháp 66 35295 và đây là Rider Sơn Cơ. Rider cọp mọi người nhá, cực đẹp, màu đẹp luôn, đầu nồi zin. Nhân trạch 20 triệu rưỡi nha. Dạ. 80434 nhân trạch đồng này nha anh chị. Rồi mấy em này là cứ 20 lẻ 5 một em, hai ưng con nào thì lấy con đấy. Hai con này đúng không chị? Đúng rồi. 20 lẻ 5. Toàn xe ướt ra lướt đẹp lắm mọi người nhá. Một con là 93 Bình Phước, một con là 66 Đồng Tháp và hai con này Rider Sơn Cơ. Và đây là chiếc Sonic biển số của Hóc Môn nè anh chị. Con này để mọi người 37 năm luôn. Bên này bên phố Winner nha. Winner V1 đó là yeah. 22 năm. Con này hình như là có chống trộm, chống đồ gì quá có trời luôn. Có chống trộm quá trời luôn ấy. Rồi. Camera xuống bên dưới luôn đi em. Con Winner này đọc biển số lại cho anh chị nha. Ê. Đây con này biển số là Đồng Tháp 66 nha anh chị ha. Biển số 66 Đồng Tháp đây 63144 nha. Rồi mình xuống đây. AB. Con này là bán rồi em ạ. À. Khách cọc rồi. Dạ. Yeah.
Rồi con Novo này để mời người 10 triệu đồng. Dạ. 9.8 Novo 5. Biển số An Giang 6710372. Chiều rửa 2021 màu đỏ đen này. Xe tem xanh đời cao mọi người nhé, 16 năm còn 16.300. Con này là có tem xanh luôn rồi. Rồi đời cao 84. Lắm. Rồi. AB125 phiên bản màu trắng với bạc. Con này 20 triệu đồng. Chắc 23 phải không chị Hiền? Đúng rồi, 13, dạ. 14, mẫu này 13, 14 là nó có hàng. Biển số 68 Kiên Giang nha anh chị. Rồi rồi. Rồi. Con này là Vespa, Vespa này là đầu tròn đít nhọn 25 năm. Rồi Vespa Brabera đó anh chị. Rồi. Con này là AB2019 luôn, 32 triệu luôn. Bên Cát Bình Dương nha, khóa mắt cây đủ. Chìa khóa còn kiến thì còn đủ một cặp. Kế bên là chiếc Galaxy Sport con tay. Con đó là cũng 10 triệu rưỡi, bớt 210 triệu 3 luôn. Dạ rồi. Hai con đông kia thì bán rồi. Rồi. Đó mình còn có Winner này. 84 tài dinh nha anh chị, 1278. Anh ơi con Winner này bao nhiêu anh? Winner là nhiêu? Đời 29 à? Con này đúng 26 triệu nha, xe đẹp. Chạy đúng 10.000 cây. 29 chạy 10.000 cây nha mọi người. Ôi cái con này máy quá im luôn anh chị. Ôi, ơi. Xe còn chạy 10.000, đúng là chất 10.000, không cần coi km luôn. Yeah. Nghe dòng xe là biết rồi, đẹp lắm. Rồi, ok 26, ha. 26 xe này hiện mới tin rồi. Xe 10.000 cây. Và con xe này thì mới nữa nè. 2016-17. Màu vàng đen mọi người nha. Con này bánh mâm đĩa 11 năm luôn. Biển số là 36 Thanh Hóa anh chị nha. 5-4-3-3-5. Rồi mình lại xuống đây tới một cái chiếc Saab hay còn gọi là SH Đài Loan là nó. Saab này là 9.5 triệu, bớt 209.3 triệu. Biển số là 55Y17370 anh chị. Còn cái con cúp này chị, con này là 8.5 triệu. Giấy tờ đầy đủ nha. Bảy tám giấy tờ cà phê đầy đủ hết trơn luôn. Cái này mua về cho các em các cháu nó đi học rồi. Đúng mình chạy ké cũng được luôn nè. Các cô chú mình chạy là tuyệt vời luôn. Con một Liberty, chiếc Liberty, Liberty hiệu Piaggio. Dạ. Con này 11 năm còn 11.3 em nha. Còn 11.3. Biển số là 59F1 anh chị nha. Rồi bên đây là chiếc Vespa 34 năm. Con này thì đèn vuông nên gọi đó là Subin. Con này thì biển số An Giang 67 29111. Đây thì có con này đẹp lắm. Xe mới keng luôn, Grander. Không tìm con thứ hai được luôn. Tân Châu Tây Ninh 30155. 20.500. Mấy cái dòng này thì ngồi rất là thoải mái rồi. Xe đẹp, xe rất là chuộng ha. Thùng to bự nữa nha. Con này Liberty, xe nhập 8.9. Vũng Tàu anh chị ơi, 72C113524. Một chiếc AB hay là 8 phải không chị Hiền? Con này AB là 208. 8.900. 69 6998 anh chị, 8998 nha. Rồi Vision này. Vision đời 2016. 20.500.000 còn 20 triệu nha. 26624. Một chiếc Lander này chắc là bao hồ sơ phải không chị Hiền? Cái gì? Lại vậy. Vết ba bán này con Grander này để anh chị bà con 18 triệu đồng bao hồ sơ. Rồi, 18 triệu bao hồ sơ. Đây này, con về hôm nay về toàn che cọp nhá. Được không em? Mẫu này là đang làm mưa làm gió đấy. Phía trời. Cha trời đẹp lắm. Dòng này bây giờ bánh mâm thắng đĩa như thế này là phải 42, 43 triệu. Đúng chưa rồi. Giấy đó. Chưa giấy, giấy tờ xong là 44, 45 nhá. Dạ. Thậm chí là có cái màu mà màu trắng màu hot là 46, 47 triệu cả nhà nhá. Con này bánh mâm thắng con đĩa. Con này để mọi người 33 năm một con nhá. Như vậy? Ai lấy con nào lấy 33.500. 33.500. Xe 2020-21 xếp đời cao nha, không phải đời thấp nhá. Ở đây thì có hai xe và bản còn giống nhau luôn. Còn một con đẹp hơn nữa nhá. Dạ. Cứ từ từ con này biển số 60 và 95. Dạ. Đó. Một con Đồng Nai và một con là của Hậu Giang. RSX này thì bán rồi. Bên đây một chiếc quay Alpha luôn. Này con này Alpha 17-18 triệu, đời 2018. Alpha 110. An Giang 67 nha chị. 47868. Đây xe này mới thôi. Cuối 2021 luôn em. Chị mới nói con này mới hơn nè đúng không? Đúng rồi, 34 rồi. Triệu cuối 2021 luôn mọi người nhìn biết liền. 81 Gia Lai B3. Mới keng luôn em ạ. Trời ơi, có chống trộm luôn em. 6.000 cây thì nhầm nhò như một chiếc xe Honda anh chị ơi. Chống trộm đầy được luôn. Cái này mà không mở chống trộm nó không cho đề. Đúng rồi. Cái này đời cao nên là mình sẽ không có công tắc tắt đèn. Và đặc biệt là con này đèn led ba khoang đời mới luôn nha. Không công tắc tắt đèn luôn. Máy thì quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời mà. Tiết kiệm được cả 10 triệu là công nhân là có quá một gia tài rồi. Dạ. Đi làm công ty tháng 8-10 triệu tiết kiệm được 10 một triệu là tuyệt vời. Một chiếc Novo 4 biển số là 54. Con này 4.7 triệu, 4.9 triệu bớt 200, 4.7 triệu. Còn 4.7 triệu. Rồi. Novo 4 có 4.7 triệu thôi đó. Rồi. Anh chị. Bình đề đầy đủ máy em nhá. Yeah. Đó, này. Chứ không phải là máy kêu như xe bò đâu. Máy em ru à. Rồi, đây là một chiếc AB đầu bò anh chị. Mang biển số là 60.2 luôn. 12.500. Aokuzo 12 năm luôn, còn siêu rất bán rồi. Rồi. Đây có chiếc AB lên thẳng đẹp tuyệt vời. Đây con này phải đây. 14 triệu còn 13 năm mới bán được. Đẹp lắm cả nhà. Cái này AB hay là 8 bên Thái hả chị? Hay là cái gì? Rồi, AB này là 208, 209 lên Thái mà lên đẹp lắm. 13 triệu rưỡi cọp nha. Một chiếc Noza 110 FE. Noza này là 9.5 triệu FE. Cho chị em các bạn nữ nào nhỏ nhỏ con Attila FE 6.5 triệu nè.
Dạ. Con này biển số Cần Thơ nha chị, 65-03592. Máy em ru luôn, 10 triệu 500 quay Honda đây. Xe liền lạc sạch đẹp, xe đẹp máy em. Quay ớt anh chị nha. Đúng rồi. Quay ớt có dán lại tem, sơn sơ là làm và tem alpha cho nó là quay ớt nha. Máy em ru. Dạ. 10 triệu rưỡi. Con trời, này cái máy hơi bị tê á. 6 triệu đồng. Cái này sang con đúng không chị? Đúng rồi, 6 triệu đồng. 6 triệu, Vision biển số 54 thành phố luôn. Con đó là chị bán em ạ. À. Bán rồi. Mình ra phía trước này còn một vài con nữa. Rồi. Đây có con quay alpha 10 triệu rưỡi này. Đây có Sirius trên 5 triệu 8 là bán rồi. Ồ, Sirius 5 8 bán rồi hả? Con này là 10 triệu rưỡi quay alpha. Biển số 60X7 này. Đó, rồi. Còn con này là Sirius 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi. Con này là 8 triệu rưỡi RC. Dạ. Đó, con này ra thì có 155 nữa nè, Future X nữa nè. Con Future này thì giá hơi cao mọi người, tại vì nó là FE đầu nồi zin. Màu cũng đẹp, nó xe này zin nguyên bản luôn nhá. 61E1 tân nguyên xe này chỉ mới sơn lại cái cáng luôn chứ còn tem đồ là còn zin theo xe hết 100% nhá. Con này rất là đẹp luôn, biển 61E01387 có 102 luôn. FE phun xăng điện tử rồi, để mọi người với giá là 35 triệu 500. 35 triệu 500. Đúng rồi, Future X đầu nồi zin. Chỉ sơn lại cái cáng tay thôi, còn lại là tem zin theo xe. Rồi, quay okay, thái 100% đầu nồi làm máy rửa chữa ché này. Chạy ngon, quay thái 100% đầu nồi làm. Cái này là 110 mọi người nhá. Con này thì bị số 83 Sóc Trăng 2263. Con này 14 năm, còn 14 triệu đồng. 14 triệu anh chị rồi, nha. Có con ẹc này. Ẹc 155 luôn nhá. Màu xanh. Rồi. Giá nhiêu vậy chị? Con này chìa khóa thông minh để mọi người 39 năm nhá. 39 triệu 500 nha chị ha. Ngoài ra đây có một con ẹc nữa này. Đó. Con ẹc này cũng đẹp luôn cả nhà. Cái này như quay pha 203 á chị Hiền ơi. Cái này là quay thái 100% em ạ. Quay thái. Con này 59X125093. Rồi. Con này nhiêu chị Hiền? Con này để mà không biết con này mới lấy về không biết của ai đây nữa, thôi để tạm thời đây đi. Rồi. Đây mình có cặp AB. Đây. AB này là 295 chìa khóa thông minh này. Rồi con AB này để mọi người là 32 triệu nhá. An Giang 67 nha chị. Đây con nét sát vào đây quay hơi nắng quá. Để hết sát. Đây mình quay con NVX này. Đây mình qua đây. Chiếc NVX bị số 86 Bình Thuận anh chị nha. Con này để mọi người 24 triệu bớt 500 còn 23 năm luôn. Còn 23 triệu 500. Màu xanh bạc nhá. Dạ. Đây có SH này. Đây. Con này là đời mấy đây chị? Cái này là 150 đời 2013-14. Dạ. Nhưng mà xe đẹp lắm, xe cổ nước sơn zin luôn nhá. Dạ. Chưa hề qua giảm tuốt gì luôn. Con này để mọi người 58 triệu đồng. 58 triệu. Bị số là 61D1 Giang Bình Dương. Xe còn đẹp luôn đấy mọi người nhá. 38385 nha anh chị ha. Đây rồi. Có Thanh Đoàn vừa về một chiếc có con GZ này là 32 năm này. Rồi ngoài ra thì có về một chiếc xe này rất mới luôn. Con này là không có con thứ hai. 67D1 An Giang nha anh chị ơi. Con này là quay ký cho mọi người, không có con thứ hai luôn. Thật sự mà nói luôn á, tem rin theo xe luôn ấy, em. Tem rin luôn nha, cái này chưa rửa dàn chân, chưa rửa thôi, dàn áo mới lột keo ra. Con này dàn áo mới lột keo ra đây. Rồi giá nhiêu đây chị? Con này để 21 năm nhá. Rồi 21 năm. Toàn bộ tem rin theo xe luôn. Dạ. Rồi rồi. Đó thì nói chung cửa hàng cũng nhiều xe, mọi người cứ xem tham khảo cũng ngồi Thanh Đoàn nhá. Đây mình lên đây anh chị nha. Đó thì anh chị nào mà trong quá trình quay phim nếu mà mình còn chưa rõ chứ ưng con nào thì có thể kết bạn gọi về cửa hàng để cửa hàng sẽ chụp hình quay phim chi tiết rõ ràng hơn cho anh chị mình nha. Đúng rồi. Dạ. Nói chung với là nhà em biệt là xe đi và về liên tục nên là anh chị em bà con cứ yên tâm đi. Dạ. Tham khảo giá thấy chưa ok thì có thể là hẹn gặp lại mọi người vào thời gian gần nhất, tại vì xe đi và về liên tục mà nhá. Dạ. Lưu ý luôn là bên em hiện có hỗ trợ trả góp, hỗ trợ sang tên đổi chủ này. Đó, mọi người có thể đưa trước hoặc không cần đưa trước cũng góp được, tùy vào điều kiện của một khách hàng khác nhau. Dạ. Chỉ cần chứng minh nhân dân không đời 6 trên 20 tuổi thì 60 là mình góp được rồi. Dạ. Ở xa mình xem video mình đứng con xe nào mà mình không tiện đến cửa hàng thì đúng có rồi thể thì mình cọc rồi Thanh Đoàn để gửi về nhá. Dạ. Nói xe chung là bây giờ thời đại 4.0 với lại là cửa hàng lớn nên là mọi người không lo là cọc 1-2 triệu là chủ luôn có đâu. Tại vì đây là cửa hàng lớn đúng không? Dạ. Mình làm ăn chủ yếu là lâu dài với nhau thôi. Rồi ok chị, thì xe tất cả xe đều có bảo hành cũng như là anh chị nào muốn ra tên chính chủ của mình thì cửa hàng đều có hỗ trợ hết. Đúng rồi. Đó thì địa chỉ là 465-471. Thì anh chị mình có nhu cầu cứ đến ngay với cửa hàng thì mình lựa chọn cho dễ dàng hơn ha. Rồi chị Hiền có chia sẻ thêm với anh em các bạn nữa không? Nói chung là cảm ơn anh chị em bà con đã nãy giờ theo dõi like. Hôm nay thời tiết ở Di An nó hơi nắng thật em nè. Hai chị em cũng hơi cực một tí nên cũng không có like chậm được mà like hơi nhanh. Để có gì mà sai sót thì mong anh chị em bà con cũng bỏ qua và hy vọng là sẽ được gặp những vị khách hàng thân yêu tới với Thanh Đoàn nhá. Một lần nữa chúc mọi người sức khỏe, bình an và luôn được hạnh phúc, và đặc biệt là
nếu có mua xe về đi luôn được vững tay lại trên mọi nẻo đường nhé. Dạ rồi, cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều. Hai chị em mình xin chào nha. Hẹn anh chị các bạn biết đâu làm sao.